3 combo hoàn hảo dành cho quý ông. Một chiếc đồng hồ Rolex full vàng nguyên khối, một chiếc điện thoại Virtu Signature full vàng nguyên khối và một chiếc nhẫn Rolex Virtu full vàng nguyên khối, viên kim cương chủ 9,5 lê. Wow, anh Kỳ Lân ơi. Ơi. Dạ. Sao em? Em thấy hình như chiếc nhẫn của anh là anh thiết kế đúng không anh? Wow, biết luôn. Đúng rồi, ý tưởng này là từ khách hàng và anh kết hợp lại để tạo ra chiếc nhẫn này đó em. Em thấy sao, đẹp không? Đẹp quá anh, mà hình như em thấy là cái khí của nó là khí Rolex với cái thân của nó là Virtu đúng không anh? Cái sự kết hợp này em thấy nó hoàn hảo quá anh ơi, nó tinh tế nữa. Mà trên tay anh đeo Rolex nè, điện thoại anh xài Virtu, mà chiếc nhẫn này là kết hợp giữa Rolex và Virtu. Em thấy sao? Đã không? Dạ, đẹp quá anh ơi, nó quá hợp với nhau luôn ấy. Đây nè, ở Rolex này nè, là anh làm chiếc nhẫn này là có vành khía. Chiếc trái tia này, đó là vành khía mà anh lấy tưởng từ trên vành khía, trên vành bezel của đồng hồ Rolex chính hãng này. Và sau đó anh thiết kế hai bên hông là anh làm biểu tượng logo Virtu và đến những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn của Kỳ Lân mình xen kẽ vào. Và viên kim cương chủ này em thấy đẹp không? Nó rất phù hợp với mẫu nhẫn này luôn. Dạ anh ơi, chiếc nhẫn này bao nhiêu ly vậy anh? Chiếc nhẫn bao nhiêu ly hả? Em hỏi hột hay là hỏi nhẫn? Dạ em hỏi hộp á. À, hộp là 9,5 lê. Dạ anh, giờ em làm theo cái kích thước em muốn được không anh? Kích thước nào mà không được em, miễn sao em muốn kích thước nào mà em thích thì anh sẽ tuyển cho em những viên kim cương theo kích thước đó mà bắt buộc nha. Là những viên mà phải tuyển chọn về độ sạch nè, về độ đẹp nè, các thông số cũng như là chuẩn chỉnh của một thông số của một viên kim cương chuẩn quốc tế. Để chi em biết không? Để cho sau này viên kim cương của mình sẽ thanh khoản được dễ hơn và thoải mái hơn, không bị lộ. Tại vì những cái viên kim cương mà mình tuyển chọn theo thông số quốc tế thì mình giao dịch rất là dễ và mình có thể giao dịch ở những nơi khác luôn. Đây là cái vành khía chải tia, vành bezel trên đồng hồ Rolex chính hãng. Thì cái khía chải tia này á, mình làm là khía chải tia ánh sáng bóng. Đây là bản 126, 333, vàng vàng. Còn nhẫn này và đồng hồ Rolex này và điện thoại Virtu này là nguyên combo vàng hồng Rogol Ao 750 chuẩn hội ngoại, vàng nguyên khối và những viên kim cương hoặc xoàn thiên nhiên tuyển chọn. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.